Thưa quý vị, năm 2023 là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng đối với ngành giáo dục và đào tạo. Trong đó phải kể đến dấu mốc 10 năm thực hiện nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới toàn diện và căn bản giáo dục đào tạo. Tại Đồng Nai, nhờ thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ và khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình bước đi phù hợp với sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, ngành giáo dục đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Long Khánh, vài năm trở lại đây, học sinh đã quen với những giờ học như thế này. Giáo viên đang dần chuyển vai trò từ người truyền thụ kiến thức sang người định hướng, hướng dẫn học sinh. Đây cũng là mục tiêu yêu cầu mà chương trình giáo dục phổ thông 2018 đặt ra. Qua đó giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp trong tương lai. Trong cái phương pháp mới giúp cho các em nó tự tin và nó bản lĩnh, có thể là các em nó tự đứng trước một cái đám đông, một cái tập thể, nó thuyết trình hoặc là nó trình bày một cái vấn đề và nó bảo vệ được cái những cái vấn đề mà nó đưa ra, nó thuyết phục bạn nó. Đây là những cái mà rất cần cho các em học sinh khi nó bước ra cuộc sống của mình. Việc đổi mới giáo dục có thể nói đã đi vào chiều sâu và rộng khắp. Tại các trường vùng sâu, vùng xa, học sinh được tiếp cận với phương pháp dạy học tích cực, nhờ đó các em tự tin hơn trong học tập, qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách chất lượng giáo dục giữa khu vực thành thị và nông thôn. Đặc biệt, từ khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc đổi mới phương pháp dạy học được chú trọng hơn, làm cho học sinh cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc khi tới trường. Cái học sinh ở nơi đây thì trẻ em thì nó là đa số là con nhà nông, rồi cha mẹ đi làm thuê hoặc là gửi ông bà. Do đó là để mà giáo dục trẻ toàn diện là cả một cái vấn đề nan giải đối với giáo viên. Nhưng mà bằng cái sự nỗ lực, quyết tâm cũng như cái nhiệt huyết của giáo viên chúng tôi ấy, thì qua 10 năm qua chúng tôi cũng đã thành công được cái công tác đưa một cái trường tiểu học vùng sâu vùng xa, nhưng mà chất lượng giáo dục của các cháu thì ngày càng đi lên và cũng đã đảm bảo được cái mục tiêu đổi mới giáo dục. Cùng với việc chủ động nỗ lực đổi mới dạy học, mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố phát triển, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng, và điều quan trọng hơn hết là nhận thức của đội ngũ giáo viên trong việc đổi mới phương pháp đã có chuyển biến rõ rệt. Từ đó học sinh được chú trọng rèn kỹ năng để có thể tự tin hơn khi hoàn thành chương trình phổ thông. Dạy chữ, dạy người, dạy nghề, dạy làm sao cho học sinh được là gì? Biết kiến thức đó, vận dụng kiến thức đó vào trong thực tế. Do đó là gì? Các cái kỹ năng chẳng hạn đối thoại, kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là tư duy phản biện được chú trọng. Chẳng hạn như giáo dục STEM đi. Do đó là cái giáo viên, xin lỗi học sinh đó, mà khi là tốt nghiệp, khi hoàn thành ở các cấp, tôi nghĩ là gì cũng rất hoàn chỉnh. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt đề án đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư, mua sắm trang thiết bị từ nay đến hết năm 2025 với tổng kinh phí hơn 1,2 ngàn tỷ đồng. Với sự đầu tư đồng bộ này, hy vọng sẽ góp phần tạo đột phá cho ngành giáo dục Đồng Nai, tiếp tục đáp ứng tốt yêu cầu mục tiêu của chương trình mới. Nhất là từ năm học 2023-2024, chương trình này sẽ phủ đầy các cấp học,